Xin chào tất cả anh em. Hôm nay mình giới thiệu với anh em một bộ sáo. Đây, bộ sáo D30. Bộ này là dành cho những anh em thích chơi diều nhỏ. Thì những cái diều 1,5 m là cõng được rồi, thoải mái luôn. 1,2 m thì cõng cố vẫn cõng được. Ngoài ra anh em thích chơi sáo đơn thì chơi những cái sáo như thế này, nó sẽ tạo ra tiếng đu đu tu tu, nghe rất là vui. Còn cái bộ này nó sẽ tạo ra một tiếng âm, tiếng chuông ấy, nhưng mà chuông này là chuông nhỏ chứ không phải cái chuông to như chuông chùa nha. Thì các cái lắp sáo đây mình đã đục xong hết rồi nhưng mà vẫn chưa mở miệng, thì tí mình sẽ mở miệng sau. Hôm nay đã cố gắng quay cách hoàn thiện cái bộ sáo này cho anh em xem. Đây mình sẽ dùng những con dao mình tự làm ở miệng nhé. Đây mình làm được những lưỡi cưa cũng rất là sắc. Đây là sơ qua hình thức của một cái nắp sáo mình làm nha. Ở chỗ mình thì họ thường mở miệng sáo như kiểu như này, chỗ khác thì mình không biết. Đây là mở miệng sơ qua nha, tí mình phải tinh chỉnh lại nữa cơ. Thì anh em nào đặt mua sáo diều thì liên hệ với link Facebook của mình ở phần mô tả nha. Đây là một cái nắp sáo diều hoàn thiện mình, anh em nhìn hình thức của nó. Đây là bộ sáo của mình nhá. Mình đã chỉnh âm xong hết rồi, giờ chỉ gắn hoàn thiện cho nó kín thôi.
Hiện tại thì mình đã gắn một số điểm bằng keo 52 đây cho nó chắc để cố định rồi gắn tiếp bằng cái keo này, keo sữa. Đây. Đây là kết quả của cái gắn keo sữa anh em nhé, anh em nhìn này. Đấy. Nó sẽ thành một cái chất trong suốt cùng cái màu gỗ luôn, rất là khó phân biệt. Thì cái keo lúc đầu nó sẽ có màu vàng này, nhưng mà một thời gian thì khô nó sẽ có màu trong suốt nhé. Đây nha, mình sẽ vẩy tay và test âm thử nhá. Thì phải cầm ngược lại, nếu mà cầm đầu này vẩy nó sẽ văng, mình chưa có cái gì cố định cái đầu này lại. Rồi mình sẽ sơn bóng cái bộ sáo nhá. Đây mình dùng cái sơn này, sơn toa nhé.
Thank you.